Vâng, kính chào quý anh chị em và các bạn đến với Bica Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang bán để có thể thanh lý cho quý anh chị các bạn hàng loạt những cái mẫu xe máy dầu các bạn nhá, máy dầu. Đấy, máy dầu đang có mặt tại Bica Hà Nội, Vương quốc Cẩm Cao. Anh chị em thân mến thì đây, rất nhiều những mẫu xe máy dầu. Đây, Fortuner máy dầu 2013. Fortuner máy dầu 2013 màu bạc tư nhân một chủ từ đầu các bạn nhá. Tư nhân một chủ từ đầu đang chào bán là 625 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được. Ngoài ra thì các bác có thể thấy con Hilux cũng là máy dầu. Hilux máy dầu các bác nhá. Hilux máy dầu sản xuất năm 2020. 2020. Đấy, đang chào bán. Cũng giá rất hợp lý. Đấy, giá rất hợp lý các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhá. Hilux máy dầu 2020. Đấy, Innova đây. Innova thì là máy xăng rồi. Tucson kia cũng máy dầu luôn các bác nhá. Tucson máy dầu. Fortuner máy dầu 2000. Toyota Fortuner máy dầu 2018 đăng ký 2019 nhập khẩu với chiếc, độ thêm 100 triệu phụ kiện. Đấy, máy dầu số sàn các bác nhá. Đang chào bán với mức giá là 895 triệu đồng. À, 898 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì có Santa Fe máy dầu đây. Hyundai Santa Fe máy dầu. Hyundai Santa Fe máy dầu ở phiên bản cao cấp nhất, bản Premium sản xuất năm 2022. 2022. Thông thường các bác bây giờ đang mua xe ở hãng thì mua bia kèm lạc cỡ khoảng đâu đó khoảng 180 triệu. Đấy, tức là cả đăng ký vào nó khoảng tầm gần tỷ 7 ngoài tỷ 6. Nhưng mà xe này chúng tôi đang chào bán có 1 tỷ 510 triệu mà đi có 3.000 cây thôi, 3.000 cây số, quá là mới luôn. Everest này cũng máy dầu luôn các bác nhá. Everest máy dầu, bác là quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhá. Đấy, con này rất hợp lý. Ngoài ra thì có Pajero Sport, con này máy dầu số tự động này, con này thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, cực kỳ hợp lý, giá thì không đến 600 triệu. Đấy, Pajero Sport máy dầu. Đấy, cực kỳ mới luôn. Số tự động luôn các bác nhá, số tự động. Ngoài ra thì chúng tôi có thêm một số những cái mẫu xe, ví dụ như con hai cầu này, hai cầu máy dầu Chevrolet Trailblazer, rẻ hơn so với lại Toyota Fortuner hoặc là Santa Fe cỡ khoảng tầm 500 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2018 các bác nhá. Đấy, giá lại chưa đến 800 triệu. Đấy, bác nào đang quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhá. Rất nhiều, chúng tôi còn rất nhiều những cái mẫu xe. Đấy, đang có thể phục vụ quý anh chị các bạn được. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Và hẹn gặp lại các bác tại số 26 đường Cầu Diễn, hỗ trợ trả góp 70%, chỉ cần chuẩn bị 299 triệu là có thể sở hữu ngay hàng loạt những xe này rồi. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.